Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của bản tin 141, bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội thực hiện. Mở đầu bản tin như thường lệ là những tin tức về an ninh trật tự xã hội đáng chú ý trong phần nhật ký 141. Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua đã tiến hành xử phạt nhiều chủ phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ qua thông tin phản ánh trên một số trang mạng xã hội. Qua trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội, người dân phản ánh bằng clip một số phương tiện vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông hay hình ảnh xe đi vào đường có biển báo cấm. Ngay sau khi có phản ánh, cảnh sát giao thông Công an thành phố đề nghị các lái xe đến làm việc và xử phạt theo lỗi vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát Hà Nội đã kiểm tra xử lý 146.170 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, xử phạt hơn 83 tỷ đồng. Nhờ tăng cường xử lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, nên số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn 6 tháng đầu năm đã giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Mạng xã hội đang chia sẻ một clip ghi lại cảnh một chiếc xe máy đi ngược chiều với tốc độ cao đang di chuyển trên tuyến đường Vành Đai 3. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích hành vi này. Tình huống xảy ra tối ngày 15 tháng 7 trên đường Vành Đai 3, Hà Nội. Trong clip, một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao di chuyển ngược chiều ở làn chính. Đường Vành Đai 3 là tuyến giao thông đường bộ quan trọng của thủ đô Hà Nội, chỉ dành riêng cho ô tô. Việc có xe máy di chuyển vào đi ngược chiều như thế này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, làm ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông của các phương tiện khác. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa triệt xóa ổ nhóm đối tượng chơi bời lêu lổng gây ra nhiều vụ cướp tài sản lúc rạng sáng tại hai địa bàn là huyện Hoài Đức và Quốc Oai. Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Lương Tài Thực, chú tại xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Đinh Doãn Phúc, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Bá Thành cùng chú tại xã Kim Trung, huyện Hoài Đức và Cao Quang Tùng, chú tại Trạm Trôi, huyện Hoài Đức. Theo báo cáo điều tra, liên tiếp trong các ngày 12-13 tháng 7, trên địa bàn hai huyện Quốc Oai và Hoài Đức đã xảy ra các vụ cướp tài sản với tính chất manh động. Các đối tượng điều khiển hai xe máy mang theo hung khí là tuyếp sắt gắn dao nhọn, dao bầu, chặn người đi bán hàng lúc rạng sáng rồi đe dọa cướp tài sản. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với 8 đơn vị địa bàn giáp danh triển khai lực lượng tổ chức điều tra truy bắt nhóm cướp. Đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ ổ nhóm này đã gây ra 9 vụ cướp tài sản. Thực tế cho thấy trong những ngày qua, việc người dân đổ xô đi làm hộ chiếu mẫu mới xảy ra ở nhiều địa phương. Lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã nỗ lực hết mình để có thể phục vụ tốt nhất cho người dân. Tuy nhiên, trong từng thời điểm, tình trạng quá tải cục bộ vẫn xảy ra. Chính vì vậy, để tránh cảnh xếp hàng chen chúc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an các đơn vị địa phương khuyến cáo người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến để đăng ký cấp hộ chiếu. Ghi nhận của phóng viên Camera 141. Biết được thông tin có thể đăng ký thủ tục làm hộ chiếu trực tuyến qua cổng dịch vụ công, hai bạn trẻ này đã tự kê khai những thông tin cần thiết để hoàn thành thủ tục. Toàn bộ quá trình đăng ký chỉ mất vài phút, việc này đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai, chụp ảnh. Tôi vừa mới đăng ký cấp hộ chiếu online trên cổng dịch vụ quốc gia và tôi chỉ mất một vài phút để có thể làm theo các cái hướng dẫn và kê khai các cái thông tin cá nhân của mình ở trên này. Và theo như thông báo thì trong vòng khoảng tầm 8 ngày nữa thì tôi sẽ có thể nhận được cái hộ chiếu của mình. Và mọi cái thao tác trên này rất là thuận tiện. Việc triển khai dùng phần mềm đăng ký hộ chiếu online không những tạo thuận lợi cho công dân mà còn giảm tải áp lực cho lực lượng cán bộ trực tiếp. Chỉ cần có kết nối Internet, tại bất kỳ thời gian địa điểm nào, người dân cũng có thể chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu mà không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, đối với những công dân còn sử dụng chứng minh thư cũ 9 số sẽ không làm được thủ tục đăng ký trực tuyến này. Người dân có cái lưu ý là cái SIM điện thoại chính phải là SIM điện thoại chính chủ và được đăng ký bằng căn cước công dân 12 số. Nhất cái thứ hai là phải có khả năng thanh toán trên cổng công trực tuyến của chính phủ. Đấy là hai cái điều kiện để người dân có thể thực hiện được cái dịch vụ công mức độ 4. So với mẫu cũ, hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến khi được thiết kế công phu. Trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu quảng bá cho hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đây là một điểm cộng được người dân đánh giá cao. Những cái họa tiết trên hộ chiếu rất là đẹp và mình cảm thấy rất là ấn tượng bởi vì nó giống như là một tác phẩm nghệ thuật, bởi vì nó có những cái họa tiết rất giống với những cái họa tiết truyền thống của Việt Nam và màu sắc cũng rất là trang nhã. Chúng tôi đã xây dựng tất cả các phương án đầy đủ, đã có điện gửi công an các địa phương chuẩn bị các phương án để tiếp nhận cho người dân. Nếu có đông thì có các lực lượng chức năng đã tăng thêm cái cán bộ chiến sĩ và đồng thời động viên hướng dẫn người dân sẽ cấp qua dịch vụ trực tuyến để tốt hơn.
Để tránh tình trạng người dân ồ ạt xếp hàng chen chúc làm thủ tục cấp hộ chiếu, thì ngoài việc có thể khai báo cấp hồ sơ điện tử, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng đưa ra một số khuyến cáo. Đối với những người đã có hộ chiếu mẫu cũ mà vẫn còn thời hạn sử dụng, công dân không cần đổi hộ chiếu theo mẫu mới. Hộ chiếu mẫu mới cấp phát từ ngày 1 tháng 7 là hộ chiếu không gắn chip điện tử. Công dân chưa bắt buộc phải đổi hộ chiếu khi thay đổi căn cước công dân, trừ trường hợp đại sứ quán nước ngoài yêu cầu khi xin visa. Bản tin 141 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.